chào quý anh chị, em là Nam, nhân viên kinh doanh của công ty môi trường Nam Anh. Hiện nay, bên đang phân phối hai dòng sản phẩm là siêu tẩy dầu mỡ bếp HGO và sản phẩm siêu tẩy cặn canxi nhà tắm HGO Plus với thiết kế dạng bình xịt như em đang cầm trên tay. Trong quá trình vận chuyển xa, nhân viên giao hàng không bảo quản cẩn thận nên hàng rất hay bị rò rỉ và gãy đầu vòi xịt. Nhằm cải thiện tình trạng hiện tại, giúp sản phẩm đến tay khách hàng được nguyên vẹn, không bị hư tổn, bên em có chuyển sang dán siêu giấy bạc và lắp chai để thuận tiện trong quá trình sử dụng. Sau đây em xin hướng dẫn anh chị cách lắp đặt. Trong hộp sản phẩm sẽ bao gồm một chai, một vòi xịt và một hướng dẫn sử dụng. Các bước lắp đặt như sau. Bước 1, mình tháo lắp. Bên trong sẽ có một siêu giấy bạc. Bước 2, mình cắt siêu giấy bạc. Bước 3, mình cho vòi xịt vào và vặn dựng lại. Bước 4, vặn ống đầu vòi đến vị trí phun và phun dung dịch đến vị trí cần làm sạch. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video.